Team Sài Gòn Phantom thật ra đã có từ một cái game khác. Sau khi tụi mình nghỉ cái game đó, mình mới chuyển qua Liên Quân. Lúc đầu chơi cho đỡ chán thôi, cái không nghĩ là Liên Quân có giải, nên tụi mình cũng tham gia thử giải và thua. Lúc đó là mình chỉ mới chơi được có vài bữa thôi. Ban đầu team thì chỉ có hai người là mình, Dev và Zareb. Sau đó Lâm nó mời thêm hai người nữa là Cyrus Hoài Nam và Lớp 95 hưởng về team nữa. Lúc đó gặp nhau và tìm hiểu thấy game Liên Quân đa dạng với chơi rất hay, nên bọn mình tham gia vô game. Thực sự đến Sài Gòn Phantom là một cái duyên, chứ mình có tiếng nói chung với lại những thành viên mới như Dev hay là Zareb hay là cả Lớp 95. Mình nghĩ là mình có thể đi xa được với lại những một đội hình mới hiện tại bây giờ của mình ở Sài Gòn Phantom. Team mình thì dù chỉ mới đánh với nhau lần đầu thôi nhưng cảm thấy rất là ăn ý với nhau, phối hợp team rất là nhịp nhàng. Lần đầu tham gia giải của tụi mình là đứng ở hạng tư, lúc đó còn team còn bỡ ngỡ. Nhưng sau khi chỉnh đốn lại team là đã mời được SCB Yamete vào team thì tụi mình đã vô địch giải vừa qua như các bạn đã biết. Tụi mình lội ngược dòng từ hạng tư lên hạng nhất trong vòng một ngày á. Đó cũng là những trận đấu mà mình căng nhất và thích nhất luôn. Nhiều khi lịch thi đấu thì nó trùng với lại lịch học, lịch thi cử nữa. Người đi làm, người đi học, người phải bán hàng lum la nên tụi mình rất là khó up team với nhau. Chủ yếu là tụi mình rất ít thời gian để chen. Một ngày chen được cỡ 1 tiếng, 2 tiếng là mình mừng rồi. Như mọi người cũng biết, đã biết thì Sài Gòn Phantom là một đội hình khá trẻ. Sự cãi vã thì lúc nào cũng sẽ xảy ra. Tại cũng có người nóng tính, người lành tính nên có những lúc team và không hợp ý nhau thì sẽ có người nóng lên mà chán nản. Hai người có hai cái nhìn khác nhau, một người thì tiến, một người thì lùi. Nhưng mà những sự chịch choạc đó lúc nào cũng phải trải một thời gian khá dài để mà ổn định lại đội hình lại được. Mình cải tiếp, cải cho xong thôi cái rồi tụi mình bắt đầu hết. Tại cũng là con trai với nhau, chơi với nhau đó giờ cũng không có giận lâu gì hết. Lúc đó là tụi mình rất cần lại bình tĩnh để gắn kết lại team. Cũng có nhiều lần team cãi nhau tới giờ nhưng mà vẫn gắn kết với nhau. Hugo là một người có cá tính rất mạnh mẽ nhưng luôn luôn nhìn rõ các vấn đề, chỉ dạy cho các gọi là đàn em trong team. Vai trò là một leader thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay là sau mỗi lần giao lưu hay là tập huấn với những đội hình đội khác thì mình lúc nào cũng sẽ rút ra những cái kinh nghiệm và quan sát tổng lại tất cả những cái từ kỹ năng cá nhân cho tới cách kết hợp giữa đồng đội với nhau. Thì mình lúc nào mình cũng sẽ là góp ý với lại mọi người trong team. Mình tự hào nhất về team mình là sự đoàn kết của team, rất là thống nhất nhau về ý kiến khi trong những trận đấu rất căng thẳng. Đặc điểm chính của Sài Gòn Phantom đó là sự phối hợp và sự đồng đều giữa các cá nhân. Có thể người này chết, người kia chết lẻ nhưng mà vẫn không cãi nhau nhiều. Nhắc nhau rất là bình tĩnh, nhắc nhau mà win. Bởi vậy team mình là cái team nhiều trận lội ngược dòng nhất giải của hiện tại. Chúng ta là một đội, chúng ta cùng tiến và chúng ta cùng lui. Có người cần hỗ trợ, chúng ta sẽ hỗ trợ. Có người cần giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp đỡ. Thực sự ra thì đến với Sài Gòn Phantom thì mình cũng trải qua rất là nhiều thất bại. Thất bại lớn nhất đối với mình đó là khi mình đối đầu với Game TV. Thứ nhất đó là một phần là mình đã nhận ra được một cái vai trò rất quan trọng cho những giải đấu lớn, đó là tâm lý. Rồi mình thiếu về cái mặt chuẩn bị tâm lý cho các thành viên trong đội, điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa đó là team mình liên kết chưa thật tốt ở trong những giai đoạn đầu giải đấu. Thì đó là một trong những cái thất bại mình đáng nhớ. Và đó cũng là một những kinh nghiệm mà mình cũng nên lưu ý để sau này mình phát triển team tốt hơn. Với giải quốc tế thì bọn mình cũng luôn luôn đặt ra mục tiêu cao nhất, chứng minh cho Việt Nam không thua kém Đài Loan và Thái Lan. Để khẳng định rằng eSports của Việt Nam càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài ra nữa là mình cũng mong muốn là thu thêm những kinh nghiệm và những cái nhìn mới và những sự va chạm mới cho những thành viên mới ở trong team. Và hơn thế nữa là mặt ổn định tâm lý. Quyết tâm của mình khi là một thành viên trong Sài Gòn Phantom, mình sẽ luyện tập và thi đấu hết mình, cố gắng bằng mọi sức lực và sẽ cố gắng giành chiến thắng cho dù bất cứ đối thủ lại. Nếu như chuyến đi Hà Nội này của tụi mình thành công thì nó sẽ là một miền đất hứa và là khởi đầu cho team SCB của tụi mình vào một cái giải đấu khác nữa, giải đấu lớn hơn. Thay mặt cho team SCB, tụi mình quyết tâm sẽ chiến thắng giải này.
quyết tâm chiến thắng.